không có quảng cáo luôn. Chúng ta có thể trải nghiệm rất là dài thời gian sử dụng lên tới trên một năm vì em đã bỏ tiền ra mua bản quyền. Đấy, đây là bộ Android Box D14 Ultra của hãng HTD các bác nhá. Bộ này khi mà lắp đặt trên tất cả dòng xe sử dụng màn hình nguyên bản thì có thể giữ được nguyên màn hình nguyên bản và có chế độ Android. Rất nhiều tính năng hay trên cái chiếc thiết bị này. Thứ nhất là cái sự mượt mà của thiết bị này, rất là mượt, không hề bị treo đơ, bị lag các bác nhá. Đấy, tính năng ra lệnh giọng nói, điều khiển để mở nhạc rồi dẫn đường. Tính năng tiếp theo đó là dẫn đường có cảnh báo tốc độ, phần mềm Việt Map bản quyền S1. Đấy, một tính năng rất tuyệt vời đó là khi sử dụng thiết bị này, chúng ta có thể kết nối điện thoại để kiểm tra xe đang ở đâu, hay gọi là định vị của xe các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ thực hiện một số cái thao tác cho các bác biết được tính năng thực tế của chiếc D14 Ultra này như thế nào. Ok, chúng ta chỉ việc cắm cổng USB vào cổng kết nối với màn hình. Khi biểu tượng D14 đèn LED này phát sáng là bắt đầu thực hiện việc kết nối giữa bộ Android Box này với màn hình chính. Các bác chỉ chờ vài giây là nó sẽ loát và chuyển lên màn hình chính. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác về tính năng ra lệnh giọng nói rất là nhạy nhá. Dẫn đường tới Trần Duy Hưng bằng phần mềm Việt Map. Đang chỉ đường đến Trần Duy Hưng trên ứng dụng Việt Map. Đấy, rất là rõ, có giọng bằng tiếng Việt luôn các bác nha. Em thử tính năng tiếp theo. Cần kiểm tra lại hành trình trên màn hình trước khi xuất phát. Ok, em kiểm tra tính năng tiếp theo đó là ra lệnh giọng nói mở nhạc này. Mở nhạc Đàm Vĩnh Hưng trên YouTube. Đang mở nhạc Đàm Vĩnh Hưng trên ứng dụng YouTube. Và tính năng nghe nhạc này các bác yên tâm là bản quyền, không có quảng cáo luôn. Chúng ta có thể trải nghiệm rất là dài thời gian sử dụng lên tới trên một năm vì em đã bỏ tiền ra mua bản quyền các bác nhé. Ngoài ra có một tính năng rất hay đó là chúng ta có thể kiểm tra định vị xe đang ở đâu. Đấy, bằng cái phần mềm kết nối với điện thoại để chúng ta cùng xem trên điện thoại các bác nhé. Các bác có nhu cầu nắp thiết bị Android Box mà giữ nguyên màn chính thì vui lòng liên hệ với bên em sẽ tư vấn.